Sau khi xảy ra sự cố an ninh mạng hàng không vào lúc 13 giờ 46 phút ngày 29 tháng 7, thì sân bay Tân Sơn Nhất đã nhanh chóng ổn định trở lại, phục vụ hành khách thông suốt. Các chuyến bay đã có thể được làm thủ tục thông qua hệ thống điện tử mà không xảy ra tình trạng hỗn loạn hay là chen lấn. Đáng nói là hầu hết hành khách trong các chuyến bay đều có thái độ thông cảm với sự cố lớn nhất về an ninh mạng của ngành hàng không Việt Nam. 15 giờ chiều ngày 30 tháng 7 năm 2016, tại nhà ga quốc nội sân bay Tân Sơn Nhất. Khu vực làm thủ tục của hãng hàng không quốc gia Vietnam Airlines không quá đông đúc. Hành khách được hướng dẫn kỹ lưỡng, do đó thủ tục khá thông suốt. Dù cách đó 24 tiếng, nơi này vừa xảy ra sự cố nghiêm trọng về mạng an ninh nội bộ. Thế chị có 12 phút à? Ban đầu cũng có thể có một chút lo, nhưng mà tôi tự tin là bởi tôi đi Vietnam Airlines thường xuyên đấy, thì phục vụ nhiệt tình của các bạn của sân bay. Thứ hai là mình tự tin về công nghệ người Việt làm chủ cái quận thông tin để có thể xử lý cái việc đó. Khi ra sân bay tôi thấy rất là bình thường. Tôi cũng đặt thông tin rồi, nhưng mà nghe báo mạng thì đã có sự khắc phục, cho nên không lo lắng gì cả. Dấu hiệu duy nhất còn lại của cuộc tấn công mạng chiều qua là các màn hình phục vụ check-in vẫn tối đen. Hệ thống này đang trong quá trình phục hồi sửa chữa và hoàn toàn không ảnh hưởng đến hoạt động của các hãng hàng không cũng như của sân bay trong ngày hôm nay. Ngay tại thời điểm xảy ra sự cố, việc xử trí đã được triển khai nhanh chóng. Khi sự xảy ra thì chúng tôi cũng huy động tối đa các nguồn lực. Phương án thì có rồi, tuy nhiên chúng tôi cũng với một cái tình trạng là khách đang ở nhà ga, chúng tôi phải có cái sự chuẩn bị thì mất khoảng cỡ chừng hơn 20 phút rồi để mà chúng tôi có cái bày ra các phương án thì để sau đó thì tiến hành. Công ty của Vietjet và bên SAS có phối hợp với nhau, đã thực tập trên, đã phối hợp làm trước đó rồi. Hôm nay là khi sự cố xảy ra thì hoàn toàn là không có bị động gì cả, mà đã có đã khi mà ngắt hết toàn bộ hệ thống thì đã chuyển qua chế độ làm tay như là kế hoạch đã đưa từ trước. Theo công ty cảng hàng không quốc tế sân bay Tân Sơn Nhất, có khoảng 40 chuyến bay bị ảnh hưởng bởi cuộc tấn công của tin tặc. Thời gian chậm trễ kéo dài từ 15 đến 60 phút. Tuy nhiên, không có bất kỳ chuyến bay nào bị hủy. 7 kiosk check-in online của hãng Vietjet không bị ảnh hưởng, đã hỗ trợ không nhỏ cho hàng trăm hành khách chiều qua. Về mặt phục vụ thì ngay từ đêm hôm qua thì sau khi kết thúc chuyến bay cuối cùng thì chúng tôi đã chuẩn bị phương án cho ngày hôm nay và các ngày hôm sau nữa. Tất cả thứ nhất là về nguồn lực, thứ hai là tất cả những cái phần mà chuẩn bị phương án thì chúng tôi tiếp tục duy trì, vẫn duy trì chế độ trực để đảm bảo là các chuyến bay sẽ được nếu sẽ được phục vụ thông suốt. Tại sân bay Tân Sơn Nhất, Vietnam Airlines và Vietjet là hai hãng bị tấn công vào toàn bộ máy tính làm thủ tục, còn hệ thống loa phát thanh không bị xâm nhập. Sự cố tấn công thông tin nghiêm trọng trên hoàn toàn không uy hiếp đến an toàn bay và khai thác của các hãng hàng không trong nước. 0, 0, 0, 0.